Xin chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Trading Map. Mình ở Trần Hải. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ đi phân tích xu hướng giá vàng ở trong phiên ngày 15 tháng 11 năm 2024. Giá vàng ở trong phiên ngày 14 tháng 11 đã mở cửa cây nến ở 2573 và đóng cửa với mức 2564. Có lúc rút sâu thấp nhất là xuống mức 2538 thể hiện cho là một cái uh, lực rút dâu lên nên rất là mạnh mặc dù đóng cửa cái nến màu đỏ như phe mua cũng đã bắt đầu tham gia vào rồi vậy thì giá vàng ở trong phiên ngày hôm nay sẽ như thế nào mình sẽ đi phân tích trước tiên là mình sẽ điểm qua tin tức chính ở trong ngày hôm nay về ngày hôm nay thứ sáu ngày 15 tháng 11 thì chúng ta sẽ có những cái tin vào lúc tám giờ ba tối doanh số bán lẻ cốt lõi của tháng trên tháng thì được dự báo là 0,3% so với kỳ trước 0,5% doanh số bán lẻ thì của tháng trên tháng thì cũng được dự báo là 0,3% so với kỳ trước là 0,4%. Hai tin này các chuyên gia đều dự báo là một tin xấu cho đồng đô. Vậy thì tối nay chúng ta sẽ cùng chiến tin. Chúng ta sẽ chuyển sang quỹ của FPR Quỹ này thì uh, ngày hôm qua lại tiếp tục bán vàng các bạn ạ. Quỹ này ngày hôm qua bán 1,5 tấn vàng. Nhưng lượng bán nó cũng đã giảm dần rồi. Quỹ này lượng nắm giữ của quỹ này liên tục giảm xuống. Hiện tại quỹ này đang nắm giữ 867,37 tấn. Đấy là về quỹ của FBR chúng ta sẽ điểm qua tin tức giá vàng của thế giới. <laughs> giá vàng giao ngay thì giảm xuống còn 2 57005 đô cho một ounce chạm mức thấp nhất kể từ ngày 12 tháng 9. Hợp đồng tương lai giao ngay thì giảm ở mức 0,5 ở mức 2.572,9 đô cho một ounce. Chỉ số đô la thì không ngừng tăng um, giao dịch cao nhất trong một năm khiến giá vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nước ngoài. À, tôi thấy dữ liệu lạm phát mới nhất cũng có tác động trực tiếp đáng kể đến giá vàng theo ông peter gunner nói à, tôi nghĩ thì à, fed sẽ giữ kín đá bài cho đến khi à, chính quyền của ông trump và quốc hội nhậm chức mới thực sự cố gắng thực thi một số chính sách đã được bàn tán trong suốt chiến dịch tranh cử và bầu cử sự hạ nhiệt của thị trường lao động à, được kỳ vọng làm fed thực hiện các giảm lãi suất thứ ba vào tháng tới mặc dù là dữ liệu cho thấy là tiến trình chống lạm phát đã trứng lại, thị trường tài chính thì vẫn đạt đặt niềm tin khả năng và Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12, xác à, suất được tính là 76%. Sau chiến thắng áp đảo với cộng hòa, thì vàng thế giới đã mất 170 đô. À, nguyên nhân chính là do lo ngại thì chính sách tiền tệ của ông Trump và có thể đẩy lạm phát lên cao, buộc Fed phải thận trọng hơn với việc nới lỏng chính sách tiền tệ. An tan chuyên gia phân tích của uh, XC Group thì lưu uh, ý một số nghịch lý thú vị thị trường hiện đang bỏ qua vai trò phòng ngừa lạm phát và uh, truyền thống của vàng ngay cả khi chính sách của ông Trump uh, đẩy giá lạm phát của Mỹ lên cao hơn đấy là về những cái tin tức chính ở trong ngày hôm nay còn uh, về chạp biểu đồ thì ở trên khung ngày đây giá nó đã hồi xuống cắt qua khỏi hai đường MA thôi và với cái tính chất của Ben thì giá nó liên tục bám sát Ben rồi Ben thì đang mở ra các bạn ừ, chỗ này thì rất ai nó đang có dấu hiệu vòng lên một chút thì rất dễ nó sẽ có một cái lực hồi trong ngày hôm nay à, một cây nến xanh để chúng ta kết sẽ bước vào cái lực hồi vì ngày hôm qua có một cây nến rút dâu rất là đẹp những cây nến rút dâu thì thường sẽ nằm ở dưới vùng đáy các bạn nhé rồi về khung ngày thì lực giảm nó vẫn còn nhưng mà nó có một cái tín hiệu rút sâu đó về đến khung 4 giờ về đến khung 4 giờ thì rất dễ chúng ta sẽ có một cái lực hồi về đâu đấy đường mà A20 đường nó đang có dấu hiệu hồi này thì rất dễ nó sẽ hồi về đường mà A20 rồi chúng ta nhìn thấy được là à, đường em A cắt nhau xuống rất là đẹp các bạn ạ và chúng ta thấy được cái đoạn ai thì nó đang bò lên dưới khỏi vùng 30 lên. Còn cái Bollinger Band thì nó đang có dấu hiệu là đi bó vào trong, trứng lại và đi ngang ra. Đấy là về khung 4 giờ. Ừ, về mây thì cũng bắt đầu dày lên rồi. đấy là về trên cái tín hiệu của khung 4 giờ. Ừ, chúng ta về những cái dữ kiện của khung 1 giờ thì chúng ta quan sát kỹ hơn. Về dữ kiện của khung 1 giờ thì chúng ta thấy được là giá nó đã chạm vào vùng dưới đây mình kẻ hỗ trợ đây và bật lên sau khi bật lên này thì giá nó liên tục cắt qua cắt lại khỏi cái đường em ấy 20 đoạn này nó đang làm trong tín hiệu nhiễu các bạn ngày hôm qua thì mình có dự kiến nó về 81 nhưng mà nó không tối ngày hôm qua tin tức thì tin xấu nhưng mà vàng nó vẫn tăng các bạn đó đấy là cái yếu tố về tín hiệu Ben thì chỗ này đó ai đang cắt lên vùng 50 rồi thể hiện lực mua ở trên cái khung một giờ này cũng khá mạnh hơn rồi nên ngày hôm nay mình nghĩ là mình sẽ canh mua cho phiên Á và phiên Âu nếu phiên Á phiên Âu chưa chạy đủ đủ quá trình của mình thì mình sẽ canh mua cho phiên Mỹ còn về kèo canh bán thì mình sẽ xem xét khi về đến điểm mà mình định ra về đến cái khung m 15 phút đây về đến khung m 15 phút thì chúng ta nhìn thấy được là Uhm, sau khi có những cái tín hiệu mà hồi về đường EMA, thì ở khung M15 này nó đang nhiễu và đang có dấu hiệu tạo đỉnh hai đỉnh này các bạn này đó đây là cái dấu hiệu hai đỉnh này. thì bây giờ chúng ta sẽ cân nhắc những cái vùng canh mua và canh bán ngày hôm nay nếu như mình đo Fibo của một con sóng hồi đi hiện tại lực nó đang tăng chúng ta đo Fibo của tăng thì rất dễ nó sẽ hồi về vùng 0.5 hoặc 0.618 uhm hoặc là xa hơn thì nó sẽ hồi về được đến cái vùng, vùng OB của vùng 47 này. Vậy thì ngày hôm nay kịch bản của mình đưa cho giá vàng nó sẽ là hồi xuống một nhịp trước và nó sẽ đi lên đây. Hoặc là kịch bản thứ hai nó sẽ có một được hồi xuống tận dưới đây sau khi đó nó mới lên đây. ngày hôm nay mình sẽ canh mua ở hai điểm này. vậy thì điểm canh mua thứ nhất của mình nó sẽ ở vùng 2.505,7 2 tám sl thì chúng ta sẽ đặt ở vùng 2 hai tb thì chúng ta sẽ tb đâu đấy nên vùng 2.580 là tỷ lệ bốn r rồi các bạn nhé. TB2 thì chúng ta sẽ TB lên vùng 2594. Còn về kéo cánh mua thứ hai, nếu như nó quét N của vùng này thì mình sẽ canh mua lại vùng 46, 47. Nó chính là cái vùng khố B. N thì chúng ta cũng sẽ đặt ở vùng 41, cũng làm giá thôi. TB thì chúng ta sẽ TB lên đến cái vùng 80, là đặt tỷ lệ là 6 r còn TB lên vùng 94 đặt tỷ lệ đâu là 8 r nếu như trong hai cái vùng này thì đây là hai vùng canh mua còn về kéo canh bán thì nếu như lên trên 94 này nó có phản ứng thì mình sẽ canh bán nước đâu đấy là ở vùng 2600 cơ nghĩ nó sẽ quét 2600 S nào thì chúng ta sẽ đặt ở 2607 TB thì chúng ta TB với tỷ lệ 12 thôi, 2584 thôi nhá các bạn nhé. Đấy là về kèo canh mua và kèo canh bán cho ngày hôm nay. Chủ đạo của mình ngày hôm nay chiến lược vẫn là nó sẽ hồi xuống sau khi đấy nó tăng lên vào phiên chiều. Chính vì vậy cho nên là ngày hôm nay mình sẽ canh mua là chính. Mình sẽ canh mua vùng 94 còn nếu 94 phản ứng thì chúng ta sẽ canh bán. Xu hướng thì xuống giảm nhưng chúng ta nhìn thấy được nó có một cây rút sâu và ngày hôm nay rất dễ là sẽ có một cây hồi điểm và mới một cái lực giảm mạnh như rồi thì hồi hai ba mươi giá là chuyện bình thường các bạn nhé để về nhận định xu hướng giá vàng của mình thì, uh, xin chào tạm biệt các bạn chúc các bạn một uh, ngày mới thật nhiều niềm vui cảm ơn các bạn đã xem video